Ông đánh giá như thế nào về nghề tình báo? Tình báo không phải nghề của tôi. Đây là câu trả lời của tướng tình báo Đặng Trần Đức, hay còn được biết đến với mật danh phổ biến hơn là ông Ba Quốc, khi được hỏi về nghề tình báo. Cũng giống như ông Phạm Xuân Ẩn hay đại tá Tư Cang, những người lính tình báo có thể kể rất rõ chuyện gì đã xảy ra vào từng thời điểm cách mạng mà họ chứng kiến, nhưng lại rất khó, hoặc có thể là họ không muốn kể về mình. Bản thân là một trong những tướng tình báo lỗi lạc nhất của cách mạng Việt Nam, nhưng chặng đường để đưa chân dung về vị tướng tình báo bí ẩn này ra ánh sáng chưa bao giờ là dễ dàng. Nó khó khăn bởi ngay chính ông Ba Quốc chưa từng hiện diện trước đám đông để kể cho mọi người nghe ông đã làm tình báo như thế nào. Mặt khác, ông nhắc đến tình báo không phải để ám chỉ việc hút xì gà, mặc vest, lái xe hơi như kiểu James Bond, mà ông đang mỉa mai theo cách riêng. Ông hàm ý rằng cái tình báo mà mọi người hiểu không phải là tình báo của ông. Đối với ông, tình báo là trí tuệ, nhưng điều quan trọng hơn cả là tình báo phải xuất phát từ lòng yêu nước. Vào đêm 30 rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, lực lượng quân giải phóng đã tấn công vào tất cả các căn cứ quan trọng của Mỹ. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 không chỉ làm rung chuyển toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam, mà nó còn làm chao đảo cả Lầu Năm Góc và toàn nước Mỹ. Ngay trong lúc này, giữa lòng Sài Gòn có một điệp viên đặc biệt đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi sát sao cuộc tấn công từ bên trong nội thành. Đó là Nguyễn Văn Tá, chuyên viên đặc trách của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Nhiệm vụ của ông là truy bắt Tám Hà, chính ủy Sư đoàn 5 Quân Giải phóng đã đầu hàng. Thực hiện nhiệm vụ này, cùng với ông còn có cụm tình báo H63 Tư Cang và Phạm Xuân Ẩn. Tôi nhận chỉ thị phải vào thành phố để lấy cho bằng được bản khai của hắn. Khi vào, tôi đi cùng Phạm Xuân Ẩn, người có cơ sở vững chắc. Chúng tôi đã quay về và chụp lại toàn bộ bản cung khai của hắn. Hắn đã khai hết, không thiếu chi tiết nào. Tất cả những gì Tám Hà biết đều đã nằm trong tay phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Chính vì vậy, cần phải có những thay đổi rất lớn nhằm giành được lợi thế. Nhờ thông tin từ các điệp viên, Trung ương Đảng đã đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, giảm bớt thương vong, giành thắng lợi trong đợt 2 và 3, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Đó chỉ là một trong số hàng trăm nhiệm vụ mà điệp viên Ba Quốc đã thực hiện trong suốt sự nghiệp của mình. Và điều đặc biệt là mỗi nhiệm vụ đó đều gắn liền với những thời điểm quan trọng. Vào mùa hè năm 1972, quân giải phóng đã thực hiện các chiến dịch lớn trên khắp miền Nam với trọng tâm là chiến trường Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Các đợt tiến công bắt đầu từ tháng 3 năm 1972 và kéo dài đến những tháng cuối năm, trong bối cảnh chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đạt đến đỉnh điểm. Dù cách Quảng Trị hơn 1.000 km, không khí chiến tranh vẫn bao trùm nặng nề lên Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn bắt đầu bắt lính, kể cả sinh viên, và dồn hầu hết lực lượng quân sự hậu cần ra mặt trận Quảng Trị, gây nên sự bất ổn trong tình hình chính trị xã hội ở Sài Gòn. Có thông tin rỉ tai nhau rằng quân đội Sài Gòn không thể thắng được Việt Cộng, buộc Mỹ phải quyết định rút quân. Mỹ rơi vào tình thế không thể ký hiệp định nếu không có một cú sốc lớn trên chiến trường, và nhiệm vụ của điệp viên Ba Quốc là tìm ra cú sốc đó là gì. Đối tượng tiếp cận đầu tiên là một sĩ quan người Mỹ có tên là Ando. Thông qua viên trung tá này, ông Ba Quốc nắm bắt được rằng Mỹ sẽ không chấp nhận ký chính thức Hiệp định Paris nếu chưa sử dụng đến đòn cuối cùng. Đó là một cuộc tập kích chiến lược toàn lực của không quân bằng B-52 để hạ gục tinh thần của Hà Nội, nhằm đạt được thỏa hiệp bất lợi cho miền Bắc Việt Nam, nhưng có lợi cho Mỹ và Sài Gòn. Bằng những mối quan hệ mà mình gây dựng được, điệp viên Ba Quốc tiếp tục phát hiện ra những thông tin bất ngờ từ đồng sự của ông tại Sở Đặc ủy Trung ương Tình báo. Người đồng sự đó nói với tôi rằng ông ta rất buồn bởi biết Mỹ sẽ sử dụng B-52 để đánh Hà Nội. Sở dĩ như vậy là bởi vì ông ta có một người anh ruột là bác sĩ đang làm việc tại Hà Nội, và có nghĩa là gia đình của ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Những thông tin ông báo cáo từ trước hàng tháng là hoàn toàn chính xác. Những diễn biến tiếp theo của lịch sử đã diễn ra đúng như dự đoán của ông Ba Quốc. Thông tin tình báo của ông đã giúp Trung ương nắm vững tình hình, củng cố các phương án tác chiến để đối phó với máy bay B-52. Trong ngành tình báo có 3 vị trí khác nhau. Đầu tiên là một điệp viên nằm vùng trong lòng địch làm việc cho ta. Thứ hai là người chỉ huy các điệp viên và tình báo viên. Và thứ ba, cao hơn nữa, là người lãnh đạo hàng đầu của ngành tình báo, chỉ huy và chỉ đạo cả bộ máy tình báo hoạt động nhịp nhàng, khẩn trương nhưng cũng hết sức âm thầm với bí mật. Ông Ba Quốc đã trải qua cả ba cương vị đó. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, khi Tết Chonchonam Thame vừa mới kết thúc, quân đội Khmer Đỏ đã tiến vào Phnom Penh và buộc toàn bộ dân chúng phải rời khỏi thành phố. Ai không tuân lệnh đều bị giết hại. Chúng cũng thực hiện nhiều cuộc tấn công dọc biên giới, gây ra nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Lúc bấy giờ, ông Ba Quốc là cụm trưởng cụm tình báo Kiên Giang Hà Tiên. Ông có mối quan hệ với lực lượng Lon Nol, vốn là người Việt Kiều trước đây nhưng sau này chạy sang hàng ngũ Khmer Đỏ. Một người thân tín của ông, một cán bộ cấp sư đoàn của Khmer Đỏ, đã gửi cho ông Ba một bản báo cáo và một bản trích nghị quyết của Trung ương Khmer Đỏ về việc coi Việt Nam là kẻ thù chuyên kiếp và chuẩn bị phát động cuộc chiến tranh chống Việt Nam. Ông Ba đã gửi bản báo cáo về Cục Tình báo ở Hà Nội vào năm 1977, cảnh báo về ý đồ gây hấn với Việt Nam ở biên giới Tây Nam. Cuối năm 1977, một cán bộ người Campuchia có tên là Hun Sen, sau này là thủ tướng của Campuchia, đã tới Việt Nam và tiết lộ những âm mưu thực sự của Khmer Đỏ. Tất cả những thông tin này được lưu giữ trong tài liệu của phòng quân báo quân khu 7. Giới lãnh đạo Khmer Đỏ đã xác định Việt Nam là kẻ thù đối kháng số 1. Dù có nhiều nguồn báo cáo tương tự, chỉ có ông Ba có đủ dũng khí và điều kiện để bảo vệ chính kiến của mình. Cấp trên đã phải triệu tập các cuộc họp để nghe ông Ba Quốc trực tiếp trình bày đánh giá của mình. Ông đã chứng minh được với cấp trên rằng Khmer Đỏ đã trở thành kẻ thù và sẽ gây chiến với Việt Nam. Những thông tin mà ông cung cấp đã giúp cấp trên không bị bất ngờ trước diễn biến tình hình tại biên giới Tây Nam. Năm 1978, đáp lại lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, nhân dân Campuchia đã vùng lên cùng với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Campuchia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng, nhưng đó chỉ là khởi đầu của một thời kỳ phức tạp và đầy âm mưu đối với Việt Nam tại Campuchia. Dù bị đánh bại, tập đoàn phản động Pol Pot vẫn nhận được sự ủng hộ và viện trợ từ nước ngoài, tổ chức lại tàn quân và thành lập chính phủ ba phái, tiến hành chiến tranh du kích, gây bất ổn và tổn thất cho chính quyền non trẻ của Campuchia. Quân tình nguyện Việt Nam, ông Ba Quốc cùng với các đồng đội đã tham mưu cho cấp trên để đánh sập mạng lưới tình báo Khmer Đỏ dày đặc trong xã hội, phá vỡ các đường dây tài trợ và hậu cần do nước ngoài tiếp tay, đồng thời hỗ trợ lực lượng kháng chiến Campuchia phong tỏa và hạn chế hoạt động của Khmer Đỏ. Cuối thập niên 1980, cuộc khủng hoảng của Đảng Cộng sản không chỉ diễn ra ở Liên Xô mà còn ở Đông Âu, khi các đảng Cộng sản chính thức bị tước quyền lực từ năm 1989 đến 1990. Hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bị xóa sổ với một tư duy mới trong quan hệ đối ngoại. Liên Xô tích cực ủng hộ các phe phái chính trị cấp tiến ở Đông Âu, trong khi lại bỏ mặc lực lượng Cộng sản chính thống. Viễn cảnh của một sự biến chuyển đã đến rất gần. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh, một số chuyên gia và cơ quan chuyên trách đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề này. Đứng đầu là Thiếu tướng Đặng Trần Đức với nhận định rằng nếu tình hình xã hội Liên Xô trở nên phức tạp đến một mức độ nhất định thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp, thậm chí là thực hiện đảo chính. Với kinh nghiệm của tôi trong hậu địch, Mỹ nếu đứng ngoài việc này thì không còn là Mỹ nữa. Nó sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để xóa sổ Liên Xô. Tôi nghĩ kịch bản sẽ diễn ra theo Bravo 1 và Bravo 2. Bravo 1 là một cuộc đảo chính giả do một nhóm đứng lên lật đổ chính quyền đương thời. Còn Bravo 2 là âm mưu từ đầu của một lực lượng khác, nhân danh chính quyền để chống lại lực lượng đảo chính và xóa sổ chính quyền hiện tại. Phải theo dõi kỹ tình hình khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu, có khả năng Liên Xô sẽ mất. Khi Liên Xô mất, sẽ có một cú sốc lớn nên quân đội phải nắm chắc tình hình, không cho bộ đội và sĩ quan đi phép, sẵn sàng chiến đấu. Những diễn biến lịch sử sau đó đã chứng minh đúng như những gì ông Ba Quốc dự đoán. Với sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và những khủng hoảng nội tại, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết cuối cùng đã tan rã. Tại Việt Nam, chúng ta đã đứng vững và có những chuyển mình phù hợp với sự thay đổi của thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Tự Cổ Chí Kim. Hãy ủng hộ ekip sản xuất của chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!